Bốn tuổi giàu nhất 15 ngày đầu tháng 7 dương, tuyệt đỉnh một tuổi chúng quả đậm. 1. Tuổi ngọ. Tuổi giao nhật 15 ngày giao thang 7 đường. Ngọ là tuổi giàu nhất 15 ngày đầu tháng 7 dương. Tử vi nhận định, ngay những ngày đầu tháng 7 dương, người tuổi ngọ sẽ cảm nhận thấy nguồn sinh khí dồi dào, làm gì cũng suôn sẻ bất ngờ, vẫn may có xu hướng đi lên mạnh mẽ, thậm chí tốc độ gia tăng mỗi ngày. Người cầm tinh con ngựa dựa vào trí thông minh và nỗ lực không ngừng để tạo ra bước đột phá lớn trong sự nghiệp giai đoạn này. Tiền bạc theo đó ngày một tăng tiến mạnh. Trong công việc, ngọ có cơ hội thể hiện tài năng xuất chúng, đồng thời cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác cả về vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó, trong những ngày đầu tháng 7 Dương, ngọ cũng có cơ may gặp được một vài người bạn cùng chí hướng, cùng nhau khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô công việc, hứa hẹn những thành công rất lớn. Về mặt tiền bạc, với tầm nhìn xa trong rộng tuyệt vời, lại thêm cơ hội tiếp xúc với một số dự án đầu tư đáng tin cậy ngọ tự tin thu về khoản lợi nhuận hậu hĩnh trong thời gian này gian này tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ vậy mới nói bạn là một trong những tuổi giàu nhất 15 ngày đầu tháng 7 dương này hai tuổi hợi tuổi hợi vốn lạc quan và rộng lượng hơn người phong thái làm việc ổn định không vội vàng khi có chuyện xảy ra bạn luôn có thể vững vàng tâm lý hơn hẳn nhiều người khác và sống vui vẻ mỗi ngày bằng phước báu bản thân tích tụ được trong suốt thời gian quan hợi sẽ mở ra một thời kỳ thịnh vượng về tiền tài và danh vọng trong những ngày đầu tháng 7, sự nghiệp của bạn không ngừng đón tin vui, công việc có cơ hội thăng chức, tăng lương. Đồng thời, sẽ có những lợi ích, lợi nhuận tốt trong đầu tư và quản lý tài chính. Tháng 7 Dương sẽ là khởi đầu cho tuổi hợi với những niềm vui và cuộc sống viên mãn, gia đạo hài hòa, có thể đón thêm tin vui về con cái hoặc ai đó trong gia đình được thăng chức hay đỗ đạt cao. 3. Tuổi Tý. Tuổi Tý vốn là con giáp thông minh, ấn tượng nổi bật của tuổi Tý là sự nhanh trí và thẳng thắn có gì nói nấy nhưng không hề gây mất lòng người khác. Tuy có chút nóng vội và bướng bỉnh, nhưng bạn biết kiểm soát bản thân, biết điểm dừng để không phạm phải sai lầm đáng tiếc. Với sự sáng suốt đó, nửa đầu tháng 7 Dương, tí sẽ bội thu về cả sự nghiệp và tiền bạc. Mọi khó khăn giai đoạn trước đó đều được xử lý triệt để, tài khoản không ngừng nhảy số. Thời gian này, bạn cũng có thể kiêm nhiệm thêm công việc mới, dự án mới, giúp nguồn tài chính ngày càng vững vàng cho những ai có ý định nghỉ hưu sớm nhé đầu tháng 7 với các khí dồi dào, tí dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi liên tục phất mạnh trong sự nghiệp. Đã vậy bạn có suy nghĩ vững vàng, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên tương lai có thể phát triển xa hơn nữa, hứa hẹn đạt thành tựu lớn trong đời. 3. Tuổi Mão Mão nổi tiếng hài hòa, chăm chỉ, ít khi nổi nóng vô cớ. Bạn luôn làm chủ trong các mối quan hệ xã giao, vì thế mà mạng lưới giao tế rộng, quen biết nhiều người uy tín, có quyền thế, lúc cần sẽ được họ giúp đỡ ngay. Thời gian trước đó, có thể do tác động của nhiều hung tinh, lại thêm bị tiểu nhân quấy phá, công việc của có phần bị cản trở. Nhưng sang tháng 7 dương, mọi nút thắt có vẻ như sẽ được tháo gỡ, bạn sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, làm gì cũng cảm thấy thuận lợi, cứ thế thẳng tiến về đích. Thời gian này, Mão sẽ cân bằng tốt giữa cuộc sống gia đình và công việc. Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa cứ như thể được bàn tay của thần may mắn nâng đỡ, tinh thần biết ơn cực độ, cuộc sống cứ thế thăng hoa.